Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ đến cho mọi người xem một cái liếng người miền Trung tụi em thì gọi là cái đây là gọi là cái liếng. Cái liếng này là nó lành tuyệt đối 100%. Đó, nó rất là đặc biệt, đó là thứ nhất là nó đẹp. Đẹp hoàn mỹ luôn. Đó, thứ nhất nó đẹp hoàn mỹ và thứ hai nữa là nó lành lại 100%. Thường á, là những cái liễn mà nó hay bị là nó có cái sức cái con nghê này, nhưng mà đặc biệt cái này con nghê nó lành lặn 100%. Đó, con nghê lành lặn luôn. Đó. Và cái liễn này nó là một trong những cái liễn đồ cổ của đời nhà Thanh. Đó, một cái liễn đồ cổ của đời nhà Thanh. Lành lặn hết 100%. Men, chắc men nó rất là già đồ luôn. Chắc men nó rất là sâu tuổi, rất là già. Và đặc biệt là cái những cái nấm quai này, nó ở trên những cái nấm quai này là cái chữ, đây là chữ vương. Đấy, là biểu tượng cho cái vương quyền, những cái vị thế của người xưa người ta dùng những cái món đồ này đó, là chữ vương. Hai bên đều có chữ vương như nhau luôn đó. Chữ vương này, ở đây chữ vương này đó. Tình trạng là cái nắp và cái thân đều lành 100% hết. Tình trạng là cái nắp cái thân này đều lành lành nguyên hết nha mọi người. Đó. Cái nắp và cái thân đều lành nguyên hết. Đó, thì đây là một trong những cái món đồ cổ mà nó, em nghĩ cái giá nó bình dân thôi, giá nó chỉ vài triệu thôi. Đó. Đường kính cái này thì nó đường kính là 17 phân rưỡi còn 18 phân này. Đấy, 17 phân rưỡi 18 phân nha mọi người. Và nó có cái chiều cao. Nó có cái chiều cao đó là chiều cao 22 phân này. Đấy, chiều cao là 22 phân. Cũng khá là cao mà khá là to đấy mọi người ạ. Đấy. Lành lặn hết 100%. Vẽ hoa dây nè. Hoa dây á, là biểu tượng cho sự gắn kết chung thủy và ràng buộc nhau. Đấy, đoàn kết. Đó. Bởi vì những cái hoa như vậy nó có những cái đặc tính riêng cao quý, thì người xưa người ta mới đem những cái hình ảnh hoa dây là vẽ nên trên nền tảng đồ gốm sứ, chứ không phải là hoa nào người ta cũng vẽ trên nền gốm sứ được hết ở trên trên này đâu. Đấy. Và bác nào mà quan tâm những cái món đồ này thì cứ liên hệ kết nối với em để mà em chia sẻ, em gửi về tận nơi, tận nhà cho mọi người nhé. Bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho từng hiện vật này. Đấy. Tất cả là đều là những món đồ đều em chia sẻ bằng cái tâm, cái đạo đức của con người. Đấy. Rất là giá trị.